Ngày mùng 1 tháng 5, cảnh sát Pháp đụng độ với những người mặc áo đen theo chủ nghĩa vô chính phủ tại Paris và các thành phố lớn khác, trong phong trào biểu tình do công đoàn tổ chức nhằm tiếp tục phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Tại thủ đô của Pháp, cảnh sát bị ném đồ vật vào người, xe đạp bị đốt cháy và các trạm xe buýt bị đập phá, khi cuộc tuần hành do công đoàn tổ chức bắt đầu từ quảng trường Place de la République. Những người tham gia phong trào cuộc nổi loạn tiệt chủng đã ném sơn vào mặt kính của quỹ Louis Vuitton và ném đá vào khách sạn Ritz ở Paris. Bất ổn cũng xảy ra ở Lyon, nơi nhiều phương tiện bị đốt cháy và một số cơ sở kinh doanh bị phá hoại. Tại thành phố Nanty ở miền Tây nước Pháp, người biểu tình đốt một đống lửa ngay trước tòa nhà hành chính địa phương. Tháng trước, ông Macron quyết định nâng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64, bất chấp đình công khắp nhiều ngành nghề. Bước đi này kéo tụt tỷ lệ ủng hộ ông xuống gần mức thấp kỷ lục hồi xảy ra cuộc khủng hoảng áo vàng năm 2018 năm 2019. Quyết định này kết tinh sự bất mãn đối với vị tổng thống bị nhiều người cho là xa cách và thờ ơ với những khó khăn hàng ngày của dân thường. Khi đi tiếp xúc với người dân trên phố, ông Macron nhiều lần bị người dân thể hiện thái độ bằng cách la ó và đập nồi. Tại Đức, công đoàn cũng kêu gọi biểu tình. Tại Ý, ba nghiệp đoàn chính tổ chức một cuộc tuần hành ở thành phố Potenza để phản đối gói lao động mà chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni thông qua. Tại thành phố Turin, những người biểu tình chống chính phủ tuần hành với hình nộm Thủ tướng Meloni giơ cánh tay chào kiểu phát xít. Trong cuộc tuần hành ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ, người biểu tình ném bóng bay nước vào dịch vụ khẩn cấp, cửa sổ của ít nhất hai ngân hàng bị đập vỡ và một số tài sản bị phun sơn.